Xin chào các bạn, tôi tên là Tùng, còn đây là anh Tài. Chúng tôi thuộc đội khảo sát số 2 của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay được sự tin tưởng của chị Dung ở Đầm Hà Quảng Ninh, chúng tôi có tiến về để khảo sát cho chị cái mẫu nhà vườn máy thái của nhà chị Dung ở Trần Phú, Đầm Hà Quảng Ninh. Và đây là cái cung đường mà chúng tôi đang tiến về nhà chị Dung ở Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, Quảng Ninh. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn, tôi đang quay lại hiện trạng cái khu đất của cô Dung ở Đầm Hà, Quảng Ninh. Đây là cái ảnh hiện trạng khu đất của cô, thì tính từ đường vào đến mảnh đất của cô là vào trong khoảng 10 mét nữa sau đống đá này. Đây, trong đây là toàn bộ cái mảnh khu đất của cô này. Chiều ngang của cái mảnh đất là 10 mét, tính từ tim nhà bên cạnh, tính từ mép tường nhà bên cạnh giật ra là 10 mét. Và sau đống đá này là đến cái khoảng đất của cô thì vào sâu khoảng 23 mét. Chào anh em. Hôm nay giờ tôi xin review lại quá trình khảo sát của nhà chị Dung ở thôn Tân Hợp, Quảng Tân, Đầm Hà, Quảng Ninh. Nhà vườn kiểu mẫu thiết kế là nhà vườn máy thái, diện tích khoảng 120 m², tổng mức đầu tư của gia chủ là khoảng 1 tỷ đồng. Và đây là toàn bộ hình ảnh khu đất của nhà chị Dung. Những cái vạch màu đỏ tôi đang kẻ ở đây là cái hiện trạng của khuôn đất của nhà chị, có tổng diện tích chiều ngang của khu đất là 10 mét và chiều sâu của khu đất là 23 mét. Tính đây là cái hình ảnh cái ghi chú của tôi là ghi chú là một cái mương nước chạy dọc theo cái trước cái mảnh đất của nhà chị, thì từ cái tim mương mà vào đến cái khu đất của nhà chị là 10 mét. Và trong cái khoảng cái khu đất của nhà chị thì chị muốn thiết kế một cái nhà vườn máy thái có chiều ngang của nhà là khoảng 8 mét và chừa ra 2 mét để làm hành lang. Phía trước là sân nhỏ, một mảnh sân nhỏ. Với trong nhà của chị thì chị mong muốn là thiết kế khoảng 120 m², thì cái chiều sâu của cái ngôi nhà thì chị ước lượng là khoảng 14-15 mét, thì cái đấy cũng chị cũng đang hướng để cho kiến trúc sư tư vấn thêm về cái chiều dài của cái nhà của chị. Đây là cái nhà đang ở hướng 43 độ đông bắc. Cấp điện và cấp nước thì chúng ta sẽ lấy ở phía trước của ngôi nhà và thoát nước ở phía sau của ngôi nhà. Thì trong cái hình ảnh tôi đang vẽ ở đây là hình ảnh của khu đất của chị, đó là 10 m², thì thực ra ở trong sổ đỏ nó là, tôi được xem thì ở trong sổ đỏ nó là 2 nô, mỗi nô chỉ là 5 m, nó ghép của mảnh đất của chị là 2 nô, nó ghép vào thành là 10 m. Và sau đây xin mời các bạn xem hình ảnh vừa nay cam ghi lại quá trình chụp ảnh và quay video lại hình ảnh khu đất của nhà chị.